Đồng thời tổng kết lại trong năm 2021
trong của an liên là chúng ta và thống nhất cái nhiệm vụ mục tiêu hoạt động ban liên lạc trong năm tiếp theo. Đến dự hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tiến Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồng Lễ là đến dự chúng ta, tức là bí thư đoàn thanh niên cũng có mặt dự hội nghị của chúng ta. Tiếp tục chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí là Đinh Minh Hạnh lên đọc cái báo cáo. Xin mời các vị mà chúng ta đã sinh ra ngồi cương vị khác nhau, dù là trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bộ đội chủ lực hay thanh niên xung phong, ai chỉ có một niềm kỳ biết hy sinh vì miền Nam thân yêu, vì thống nhất đất nước, vì hòa bình của nhân loại. Trải qua bao nhiêu năm chiến đấu gian khổ và ác liệt, chúng ta có quyền tự hào, ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần vào thắng lợi 30 tháng 4, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, dù là cục viên xuất ngũ hay nghỉ hưu, cũng đều là về địa phương, gia đình, và lại đối mặt với muôn vàn khó khăn thách thức, và mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Đồng chí nào có hậu phương vững chắc, kinh tế khá giả, con cái thanh đạt thì đỡ lo hơn, còn những đồng chí con cái không thanh đạt, công ăn việc làm không có, ốm đau bệnh tật, không có lương hưu thì cuộc sống càng khó khăn. Quả chiến tranh để lại, bên cạnh cái riêng thì lại có cái chung. Cái chung đó đã được thử thách trong gian khổ, bom đạn, ác liệt. Đó là bản chất cách mạng, bản chất bộ đội của Hồ. Bản chất của người lính đã được rèn luyện thử thách trong khói lửa. Cái chung đó nó đã và đang lan tỏa trong từng người trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Nhiều đồng chí làm kinh tế giỏi về mặt kinh doanh, sản xuất chăn nuôi, làm vườn, tiêu biểu kinh doanh buôn bán giỏi. Đồng chí Hồ Duy Thiện, nguyên phó chủ tịch cựu chiến binh huyện Thái, đồng chí Trần Ngọc Bách, huyện Thị Phương An, đồng chí Hà Xuân Hòa, đồng chí Nguyễn Đăng Lâm, đồng chí Phạm Đình Môn, các này là hoàn toàn được luyện, không có một chú tiểu đại gì, nhưng về kinh nghiệm đồng đội không đi cho nhau một cách vô tư. Đặc biệt có đồng chí Nguyễn Văn Thánh, nhà chỉ có hai vợ chồng, bà cao tuổi liên miền nông cam, nông cam cao tuổi nhất là Khá Thị Hương, sau khi rời quân ngũ về lại tiếp tục cầm bút để làm công việc trong người. Đa số các đồng chí chúng ta con cái đều phát huy truyền thống gia đình, học hành thành đạt, cái đó đó là góp phần xây dựng đất nước, xây dựng quê hương. Trong thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cái chung đó đã và đang mãi mãi tỏa sáng trong một con người của các. Thứ nhất, trong quy chế hoạt động thì nói rõ cái nhiệm vụ cho những thực phẩm sạch thì hạn. Thì mình có điều kiện về nhà, có thể ai có điều ba, ba thế là việc học, thì dứt khoát tuổi cỏ ra để kéo dài. Và cũng rất đắc quân đảng chỉ mà chúng ta phải cố gắng để thực hiện được cái ba cái đầu cái mục tiêu đã vào cái mục tiêu con ta đến ông một trăm năm trăm ở trên giường, chúng ta không nên đưa vào cao quá thì đôi khi là thành ra cái hội chúng ta sẽ không thể thực hiện được, mà người nói xuông cái nó mất hay, và chúng ta đi từ sắp thấp thôi. Thứ hai cái gì, trường hợp với đồng chí nào mà hoàn cảnh đặc biệt không may bị hoạn nạn, không may bị vấn đề như vậy là cũng tình hiểm nghèo, là chúng ta kêu gọi chúng ta chỉ phải thực hiện hết. Cứ hai cái gì ra đây thì theo lòng đó thôi. Thì theo tôi mới phải thành đạt. Là cái hội nghị tổng kết đường 90 năm và được kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thì kể ra mà nói, từ khi thành lập hôm nay tổ chức thấy có những cái đổi mới,
thì qua dự hội nghị và tôi lắng nghe ý kiến của đồng chí Mạnh là trưởng ban liên lạc và ý kiến của các đồng chí phát biểu, thì tôi thấy rằng là hôm nay vừa mang cho là hai ý nghĩa. Trực tiếp là cả đồng, bởi vì một thời thể nhớ cả một điều toán lên mấy dường tiền bóng ra đường chỉ mấy năm thì tổ chức mình càng ngày càng là chất lượng và đảm bảo là nhiều tình rất là thậm chí đồng rồi cho đến là các cái sự quỷ trong tại sao để cho nó là vừa thuần tinh thuần lý, bởi vì chúng ta thì như cả đồng chỉ hiểu cả đồng mới nói xong là kia đấy là nói chung người dân quy định đi theo hướng nó có trong chỉ tám là bố mẹ hội viên mà tôi là một năm mà tôi mười anh hội viên năm anh hội viên thì tôi nói của anh bảo hội là bởi vì cho nên quy chỉ là đi theo hướng là tùy tùy họ đi một hội viên phải đi theo hướng đó là đồng đi là tốt, còn riêng của hội bỏ ra mấy năm nào đó thì nên bỏ đó là đúng, chỉ là quy định là riêng hội đi một hội viên phải đi theo hướng tám và tôi đi thảo bên người thân thì cái này tôi nghĩ năm bây giờ mình rất là nhiều hội chiếu mạng rồi rất nhiều hội rồi rất nhiều nhiều hội mà vì cho hội mình vài người biết tu chỉ mình hai người thôi biết nhà cam hai người mà năm ba người thì cho đủ mình rất là nhiều, bây giờ địa phương đóng vào khoảng 300 cả hoạt động và địa phương là đi khám 300 dân hoạt động hoạt động phạm vi cái đóng của mình thì mình cũng điều mỗi quy chế thôi để thắc mắc. Nếu có đồng chí mới làm này nhóm đến lúc ta thấy có lẽ là chúng ta cũng nhiều lần để là tôi nghĩ không có cái gì khác bằng á là cái quy định, cái mục tiêu, cái quy định và cái nội dung của người cựu chiến binh. Bên cựu chiến binh nó rõ hết rồi, cho nên phần này ấy, chúng ta phải đấu theo cựu chiến binh thôi. Còn chỉ có cái phần ấy, là chúng ta đề ra một năm sinh hoạt 7 lần và là đóng góp bao nhiêu để duy trì cho tồn tại cái hội của đường chỉ bên năm. Chứ chúng ta không có thể là để đề ra những cái nội dung khác với cựu chiến binh, vì chúng ta là những người cựu chiến binh của quân đội nhưng mà tham gia được chỉnh biên năm, chứ nó không khác cái gì nữa, vì ở đây đều là cựu chiến binh. Cho nên theo tôi là mỗi người chúng ta phấn đấu và rèn luyện theo tiêu chuẩn của cựu chiến binh Việt Nam. Nhưng tôi nhất trí ở cái chỗ này là gì? Hội phải thực sự gắn bó với nhau và tình cảm. Chứ nếu nó làm thì phải cách có lừa. Thế mà nó có... Một cái thứ nhất thôi. Đồng chí Mạch thay mặt ban liên lạc là đặt cái dự thảo để cho cái hội nghị toàn thể hôm nay chúng ta thảo luận. Thế nhưng mà vừa rồi là thấy có một số những cái... Thì rõ ràng nó cũng nằm trong cái hội cựu chiến binh của Việt Nam. Nhưng mà này, chứ nó không tách rời cái hội cựu chiến binh của Việt Nam. Cho nên cái thứ nhất là mình phải hiểu cái đây này. Còn cái thứ hai, mặt trận B5, người ta nói rất rõ ràng cụ thể như thế. Tức là ở cái tập hợp tất cả những anh chị em đã từng tham gia ở cái mặt trận này, cũng như là các ban liên lạc khác, kể cả quân binh đoàn và thậm chí trung đoàn, người ta vẫn cứ thành lập một cái ban liên lạc. Mà nói tóm lại cái ban liên lạc là gì thì bây giờ là gọi là cái tổ chức gọi là hoàn toàn cái tính chất tự nguyện. Đó là mà mình nói nôm na là cái hội tình cảm với nhau thôi. Thế là nhưng mà đã khi nào vào thì là phải ít nhiều nó có tính tập thể. Bởi vì dự thảo và cái quy chế dự thảo cũng cơ bản dựa theo cái quy chế trước, từ trước đến giờ là sinh hoạt hội viên nó là tham gia phát biểu chỉ riêng thì theo tôi thì nó không phát biểu, nhưng mà người ta vẫn họ vẫn là có là một ý kiến là không đồng tình, là bởi vì họ cũng phát biểu nhưng mà họ vẫn không đồng tình, là ví dụ như
về cái quy chế, về cái tài chính đóng góp hàng năm á, thì theo tôi có ý kiến là theo bản thân tôi thì tôi cũng là ở nhiều hội thì tôi biết là bởi vì ví dụ như cũng là bên chủ chính nhân bên hoặc là bên đồng chính bên chiến sĩ Trường Sơn thì nó rất kỹ mà nói á là đóng góp là cả cái bên mà cảm chỉ được có tách chơi cái cựu chiến binh Việt Nam với cái cựu chiến binh đường 90 năm, mà phải nói rằng đường 90 năm là một mặt trận, một mặt trận đó không còn bộ mặt trận của đất nước, cho nên phải lấy cái tôn chỉ mục đích của cuộc cựu chiến binh Việt Nam để xã hội mà phải tự nguyện. Vì vậy cho nên trong cái công tác hoạt động hội hoạt động mà mang tính chất lãnh đạo chỉ đạo của hội cấp trên rồi của đảng của chính quyền vân vân thì chúng ta cũng đặt nặng, và đặt nặng ở chỗ chúng ta trở thành hoạt động cái hội thật có ý nghĩa, tương tự giống như hội cựu chiến binh, thì đó là cái mong muốn của tổ chức để rồi thông qua hội chúng ta làm các cái hoạt động tốt hơn đối với xã hội. Như vậy thì còn về quán ngay báo cáo truyền thống của đồng chí Mạnh thay mặt các hội trình bày thì tôi cũng rất đồng tình về những cái đánh giá trong đó, đặc biệt là cái quá trình hoạt động phóng viên của các đồng chí trong những năm tháng các đồng chí chúng ta mà lăn lộn đến chiến trường, thì cũng là khơi tại thời điểm đó thì tôi mới sinh ra. Và bây giờ tôi sinh tháng 2 năm 75, tháng 5 năm 75 thì giải phóng, nên thời điểm đó cũng là thời điểm ác liệt nhất của các đồng chí. Đấy, cho nên chúng tôi là lượng sinh sau, chúng tôi không biết gì về chiến tranh nữa. Đấy, nhưng mà qua nghe, tìm hiểu cả cái thông tin rồi thông qua cả cái hoạt động thì chúng tôi biết rằng thậm chí có một cái thời gian cực kỳ khổ, đổ xương đổ máu ra để giành nhận lại những niềm hạnh phúc, rồi cả cái hòa bình cho đất nước, rồi cái niềm hạnh phúc cho mọi người, cho nhân dân, và đặc biệt là cho thế hệ trẻ của tôi. Thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân thì nhân cái buổi tổng kết hôm nay thì tôi xin rất đồng cảm ơn các đồng chí với những tình cảm cao đẹp của mình trong công tác hoạt động, và đối với cái công tác hoạt động của hội thì tôi cũng đồng tình rất cao về các cái nội dung hoạt động của mình. Tuy nhiên thì hội chúng ta thì trong năm qua thì cũng chưa có những cái hoạt động nổi bật, tôi đánh giá đấy là có những cái hoạt động nổi bật mang cái màu sắc của hội, bởi vì chúng ta cũng hoạt động trên cơ sở là tự nguyện, cho nên cái mức độ hội họp của chúng ta cũng không bắt buộc, rồi cả cái hoạt động về lĩnh vực chính trị chúng ta cũng đặt nặng lắm, cho nên là chúng ta chỉ có một năm thì chúng ta gặp mặt nhau một lần hai lần trong hội nghị, vì vậy cho nên là cả cái hoạt động chưa thể đánh giá được. Như ý kiến phát biểu của đồng chí Thiên á, thì hôm nay chúng ta tổng kết thì có lẽ là theo tôi cũng đúng như vậy, là nên có cái báo cáo về công tác tổng kết. Tuy nhiên thì do cũng bước đầu mới tiến hành các cái hoạt động của hội, cái chiều sâu về cái mục này thì cũng chưa có, chúng ta cũng thông cảm nhiều như vậy để trao đổi để các anh chị trong ban chấp hành hội, ban liên lạc của hội trong năm tiếp theo thì chúng ta chuẩn bị chú đáo hơn, có thể chúng ta làm cái báo cáo tổng kết. Chúng ta tọa đàm kỷ niệm thì ra tọa đàm kỷ niệm vào dịp nào, dịp kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 có lẽ là cũng tốt, hoặc là những cái hoạt động, những cái mốc lịch sử của đường 90 năm chúng ta để chúng ta làm cái buổi tọa đàm. Thế còn lại tổng kết của năm chúng ta vẫn tiến hành nội dung tổng kết bình thường, đánh giá tất cả các cái hoạt động mặt mạnh mặt yếu, những cái đạt được, những cái chưa đạt được, tồn tại hạn chế, và đồng thời xây dựng những phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo, có lẽ như vậy là bài bản hơn. Thì báo cáo chỉ là chúng tôi bảo vệ thêm như vậy. Thì còn lại là trong cái quá trình hoạt động của mình ấy, thì các chị đang thảo luận về cái quy chế. Thì bây giờ tôi cũng xin phát biểu được là có hai ý. Thứ nhất là cũng để đây. Thì bây giờ
và lúc nào cũng đó. Thế cơ sở thì hoạt động của hồ thôi, chúng ta đang được tiêu đầu tiên của đội nhóm nó đang tình cảm rồi. Phóng viên. Vâng, còn hồ là tối lớn lắm, tạm mấy cái gì này. Cả hai người một tay về kế hoạch hôm nay hôm 2 tháng 3 ở đấy thì tôi đề nghị là cái sự đã làm một cái ban lớn thì đòi hỏi cơ sở chúng ta cái sức với ý kiến nó thêm. Cái con này con phát triển của người thì cũng gặp ý thức và cái quyết của hồi nhưng mà vậy thì cũng thấy một gặp ý thêm cái đánh chỉ để cả hai người vừa là xin cảm ơn. Qua quá trình chúng ta thảo luận và cái bản báo cáo của đồng chí Mạnh trưởng ban đánh giá qua một số nét về hoạt động trong năm và hôm nay thì có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng ta tổng kết, nội dung thứ hai là tọa đàm. Nhưng mà chúng ta lại xa vào tọa đàm, xa vào cái phần đó còn rất nhiều. Đáng ít nhất ta cũng phải đánh giá qua cái quá trình hoạt động của chúng ta, ôn lại cái quá khứ, vì trong nội dung của cái tọa đàm thì ta cũng nêu bật được ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, thì có Học Thiền nêu bật được vai trò vị trí của Bác Mạnh, thì là thông qua cái hội nghị truyền lý lâu ký của đồng chí Mạnh, thì hội nghị đó thì công nhận là giá trị đồng chí Mạnh cũng lao vào trong cuộc chiến tranh trong thế chiến 10 năm lần năm ở chiến trường, đến 15 năm giờ năm ở chiến trường. Thì có cái hội nghị cũng đọc tăng này thì muốn sang tăng kia, thì cái hội nghị của đồng chí Mạnh thì tôi cũng xem rồi, thì báo cáo đồng chí là như vậy. Ở đây thì trong cái thành viên và tòa đàm á, thì chúng ta thấy mỗi hội viên chúng ta đều như đồng chí Thọ cái này có được cái tờ đánh giá là chúng ta là cán bộ về chiến trường, có đồng chí 3-4 chiến trường, có đồng chí thì 2 chiến trường hoặc 1 chiến trường, như vậy đồng chí nào chúng ta có cả 2 chiến trường là nhiều. Bởi vì chiến trường A là một chiến trường, thì B là chiến trường, Campuchia K là một chiến trường, C Lào là một chiến trường, như vậy chúng ta có 4 chiến trường. Có những đồng chí chúng ta đã đi vào cả 4 chiến trường để tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Thì đây là những cái thành tích mà chúng ta cảm bỏ mà đồng chí Thọ vì có được cái đánh giá cho chúng ta này. Chúng ta coi là gương mặt lập này thì cũng đúng như vậy. Thì trong cái quá trình hoạt động thì đồng chí nhiều đồng chí tham gia quá cái chiến trường thì đồng chí nhiều đồng chí còn cái độ hy sinh thì cũng tùy theo đồng chí.